Trong video này, Cú sẽ chỉ cho bạn biết lãi suất kép là gì. Đây là một nguyên lý cơ bản, rất quan trọng và cốt lõi của việc làm giàu vô cùng dài hạn và vô cùng mạnh mẽ của các cái tỷ phú trên thế giới. Ví dụ như là nhà đầu tư huyền thoại và giàu có nhất thế giới là Warren Buffett, hay là những công ty và ngân hàng có hàng trăm tuổi đời trên thế giới. Warren Buffett đã từng nói rằng sự giàu có của tôi là kết hợp từ 3 thứ. Một là cuộc sống tại Mỹ, hai là gen tốt để sống lâu, và ba là lãi suất kép. Ý của ông là gì? Ông mua những công ty lớn ở Mỹ, những công ty tuyệt vời. Ông sống đủ lâu để lãi suất kép làm nên điều kỳ diệu của nó. Tức là những cổ phiếu của công ty đó tăng trưởng liên tục theo thời gian, và cứ thế lãi mẹ để lãi con, và khiến tài sản của ông tăng lên hàng trăm hàng nghìn lần. Rồi Albert Einstein thì có nói là lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Ai hiểu nó sẽ kiếm được tiền, ai không hiểu nó thì sẽ phải trả giá, đúng không nào? Hay một cộng sự của Warren Buffett là ông Charlie Munger. Ông này là phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, có tài sản đâu đó hơn 2 tỷ đô. Và ông ấy nói là hiểu sức mạnh của lãi kép và rất khó khăn để có được nó, và hiểu thấu được bản chất của rất nhiều thứ. Tức là nó rất đơn giản để nói ra, nhưng mà để thực hiện được nó trong nhiều khía cạnh, trong hoàn cảnh của chính mình, vận dụng được nó đúng thì lại rất khó, đúng không ạ? Tại sao lại như vậy? Chúng ta hình dung rằng nếu những người tận dụng được lãi kép, họ sẽ làm cho tiền của họ sinh sôi lên, lãi mẹ đẻ lãi con. Còn những người không tận dụng được mà bị lãi suất kép đè bẹp, bạn hình dung về những con nợ, bạn hình dung về những người phải nai lưng trả lãi hàng ngày, và khoản nợ của họ cứ nhân dần lên. Hay giống như bạn vay xã hội đen, hay bạn vay ngân hàng lãi cao và cứ liên tục phải trả nợ họ, tức là bạn đang làm giàu cho người khác, đúng không nào? Để hình dung chuyện này, có một câu chuyện cổ xưa về bản cờ vua và hạt lúa thì tôi muốn kể cho bạn nghe bây giờ. Câu chuyện này là câu chuyện xin thóc. Ngày xưa, có một người rất là giỏi mang đến cho một đức vua anh minh nọ của bản cờ vua và chỉ cho đức vua cách chơi cờ vua như thế nào. Cách hai đội quân xông vào bày thế trận và đánh nhau đến để thắng thua ra làm sao. Thì đức vua rất là hài lòng với câu chuyện này, rất là vui, thì mới gọi nhà thông thái nào đến và hỏi: ta rất là hài lòng vì Khanh, để thưởng cho công lao Khanh đã sáng tạo cho ta bản cờ vua này, ta quyết định là cho Khanh số thóc mà Khanh muốn. Lúc đó nhà thông thái nói: tôi muốn tâu đức vua, thần thì xin một điều rất là đơn giản mà thôi. Thần muốn xin một số thóc, trong đó quy luật số thóc được như này: trong bàn cờ vua có 64 ô, mỗi cạnh có 8 ô, 8 x 8 là 64 ô. Ô đầu tiên cho thần xin một hạt, ô thứ hai cho thần xin hai hạt thóc, ô thứ ba cho thần xin 4 hạt thóc, và cứ như thế gấp đôi lên cho đến ô thứ 64. Thì nhà vua mới phì cười nghĩ rằng: nhà thông thái gì mà xin thì mà xin ít thế, hạt thóc thì bé tí bé teo, kho của ta thì hàng nghìn tấn lương thực thực phẩm, đất nước hùng mạnh, có tí thóc như này có gì đâu mà ghê gớm, đúng không? Thế là quyết định đồng ý: các Khanh cứ đếm thóc cho đây để xem là cuối cùng bao nhiêu và sẽ lấy ngân khố ra thưởng. Thì đố các bạn biết con số cuối cùng bao nhiêu? Con số cuối cùng là như này. Đến con số cuối cùng thì số lượng thóc là 18,5 tỷ tỷ hạt thóc ở tại ô thứ 64. Và với mỗi hạt thóc trọng lượng khoảng 0,03 gram nhân lên thì số hạt thóc mà nhà vua cần phải trả là khoảng đâu đó hơn 600 tỷ tấn. Hơn 600 tỷ tấn thóc. Thì lúc đó là quan ngân khố mới nói là: như vậy thì cả quốc gia nhà ta có làm thóc cả nghìn năm nữa cũng không đủ trả. Bởi vì đến năm 2018 thì cả thế giới mới tạo ra khoảng 2 tỷ tấn thóc mà thôi. Tại sao câu chuyện này lại có vẻ một cái hoang đường đến như vậy nhỉ? Bởi vì bộ não của chúng ta, thực sự là bộ não của con người, chúng ta có một cái giới hạn về những con số. Tức là những con số vô cùng lớn, những khoảng cách vô cùng lớn mà chúng ta không tưởng tượng được. Bạn đã hình dung rằng bạn có thể dễ dàng xử lý những con số vài chục hoặc là vài trăm, thậm chí đến vài nghìn, đúng không? Nhưng mà khi tưởng tượng con số lên đến hàng trăm nghìn hoặc là hàng triệu, và hơn nữa hàng tỷ và hàng tỷ tỷ, là chúng ta không đủ khả năng để hình dung và chúng ta không xử lý được. Chính vì vậy thì cái lãi suất kép của hạt số thóc này cứ tăng dần gấp đôi theo từng ô, theo mỗi năm, thì bạn sẽ có từng này. Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn bỏ vào $1, đúng không ạ? Và mỗi năm số đô la bạn gấp đôi lên. Thay vì thóc bạn bỏ vào $1, thì sau 64 năm bạn sẽ có số tiền khổng lồ như thế này, đúng không ạ? Đấy, thì đây là một câu chuyện rất là kỳ diệu về lãi suất kép, để chúng ta có thể hiểu được rằng số tiền nếu sinh sôi nảy nở đúng, sinh sôi một cách ổn định, thì nó sẽ biến thành một tài sản khổng lồ trong tương lai. Vậy thì ứng dụng vào trong việc đầu tư cổ phiếu, các bạn hãy hiểu rằng chúng ta mua cổ phiếu thì bao giờ chúng ta cũng sẽ kỳ vọng vào hai thứ, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta kỳ vọng vào giá cổ phiếu tăng.
gọi là capital gain đấy. Chúng ta mua cổ phiếu giá 20.000, chúng ta kỳ vọng nó tăng lên 25.000. Đấy là cái kỳ vọng thứ nhất. Cái kỳ vọng thứ hai của chúng ta là nó sẽ trả cổ tức cho chúng ta. Chúng ta mua cổ phiếu 20.000 thì cuối năm công ty mang 1.000 đồng trả cổ tức cho chúng ta bằng tiền mặt, thì chúng ta có thêm 1.000 nữa, đúng không ạ? Thì giá tăng là 5.000 cộng với cổ tức 1.000 thì chúng ta lời 6.000 rồi, là lời 30% rồi, đúng không ạ? Và cái kỳ vọng đúng đắn của cổ phiếu chúng ta ở mức là 20% một năm. Thì 20% thì nghe có vẻ rất là nhạt miệng, đúng không ạ? Nhất là những bạn đã chơi chứng khoán những năm 2020 hoặc 2021 thì các bạn thấy là thị trường tăng bằng lần. Có nhiều bạn mới vào thị trường thôi lãi đến 40-50%, thậm chí lãi gấp đôi rồi. Mà bây giờ cú nói về 20% thì nhạt mồm quá, sao mà giàu được, đúng không? Thế nhưng mà các bạn cũng đừng cười vội nhé. Có thể mình giống ông vua ngày xưa thì sao, đúng không? Bạn nhìn này, đây là một cái bảng tính kết quả. Nếu bạn đầu tư lãi suất kép liên tục 20% một năm thì trong 10 năm bạn sẽ tăng số tài sản của bạn lên 5 lần. Trong 13 năm bạn sẽ tăng số tài sản của bạn lên 10 lần. Trong 20 năm bạn sẽ tăng số tài sản của bạn lên 38 lần. Và trong 30 năm thì số tài sản của bạn tăng lên là 237 lần. Nhớ nhé, 237 lần trong 30 năm với lãi suất kép liên tục như thế. Thế thì cái câu chuyện của chúng ta là tại sao chúng ta lại không làm được việc đó? Bởi vì lãi suất kép nó cần thời gian. Chúng ta thì chúng ta không muốn làm giàu lâu, chúng ta muốn làm giàu nhanh, đúng không ạ? Chúng ta không muốn như là cụ Warren Buffett, cụ trên 50 tuổi rồi, cụ mới có 1 tỷ đô. Chúng ta lúc đấy tuổi đấy rồi thì đâu còn cơ hội để mà ăn chơi nữa, đúng không ạ? Phải hy sinh rất là nhiều thứ. Chúng ta muốn sớm hơn, chúng ta muốn nhanh hơn. Chúng ta muốn là 1 năm 20% không nhạt quá. Chúng ta 1 tháng 20%. Rồi có những bạn trẻ khác thì nói là em muốn 1 ngày 1%. Đầu tư vào những cái sàn tiền ảo, những cái sàn BO lừa đảo, đúng không ạ? Rồi rất nhiều người chúng ta đều thua ngân hàng, đều thua tổ chức, vì họ set up ra một cuộc chơi để họ tạo ra được lãi suất kép, để họ tạo ra được lãi suất lớn đó trên cái tài sản của họ. Còn nếu mà chúng ta chưa có vốn, chúng ta ít vốn, chúng ta hãy cứ tập trung vào loại tài sản an toàn, chứ đừng theo đuổi, đừng có đam mê những cái rủi ro nó mang tính chất là nó mơ mộng quá như thế kia, sẽ rất mệt mỏi cho các bạn nhé. Nếu bạn còn ít tiền, nếu bạn thấy rằng bạn chỉ có 1 triệu đồng, bạn có 10 triệu đồng một tháng, thì bạn hãy vừa đờ làm, phân bổ vốn, đầu tư và tập trung. Một phần đầu tư vào dài hạn để tăng lãi suất 20% một năm, một phần nữa chúng ta đi làm để tích lũy vốn, tích lũy thêm lại bỏ tiền vào đầu tư, đúng không ạ? Thì tốt hơn rất nhiều là việc mà chúng ta bỏ tiền ra đánh bạc, rồi quanh đi quẩn lại những cái người mà ham mê 20% một tháng, thậm chí những người mở 1% một ngày thì cũng sẽ rất là nhanh thôi. Chỉ một vài năm sau bạn nhìn lại cũng chẳng còn gì, chẳng còn gì cả, còn đúng cái nịt thôi. Thực sự là như thế, 90% họ, thậm chí là hơn, thua sạch các nhà cái, thua sạch ngân hàng tổ chức. Thì đấy là lời khuyên của Cú cho những bạn mới tìm hiểu về tài chính. Thì hy vọng qua cái bài trình bày này, qua cái bài chia sẻ này, các bạn sẽ hiểu được lãi suất kép là gì và ứng dụng nó phần nào cho công việc của mình một cách chắc chắn, bền vững và xây dựng tài sản dài trong tương lai. Các bạn hãy giúp Cú bằng cách là nếu các bạn thích video này thì hãy like và share video. Nếu bạn không thích thì cũng đừng ngần ngại bằng cách là bấm vào dislike và để lại comment cho Cú biết là Cú sẽ nên điều chỉnh như thế nào để Cú làm video sau tốt hơn. Và bây giờ hãy nhớ subscribe và đăng ký kênh của Cú để không bỏ lỡ những video tốt hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.